Chào các bạn nha. Trong video ngày hôm nay, Cường Khúc Khế sẽ chia sẻ với các bạn công thức và cách làm cá cơm chay kho tiêu. Cá cơm chay ăn giòn, vị mặn mặn, cay cay, rất là hấp dẫn luôn. Nếu như mà các bạn muốn biết công thức và cách làm thì mình sẽ chia sẻ để ai cũng có thể dễ dàng thành công nha. Rồi bây giờ để làm món cá cơm chay chiên giòn á các bạn. Thật ra cá cơm chay á, người ta làm từ cái bông của cái bắp chuối nè. Các bạn ra chợ các bạn mua thì sẽ có ha các bạn ha, mua những cái bắp chuối này về mình lặt cái phần nhụy vào đây thì mình sẽ dùng cái phần bông chuối này để mình làm cái cá cơm chay. Bữa giờ mình làm mấy cái món chay ấy, thì cũng có rất nhiều bạn hỏi về cái món cá cơm chay này. Thật ra thì nó làm từ bông chuối thôi chứ cũng không có gì ha. Và ngoài cái bắp chuối, bông chuối ra thì các bạn sẽ chuẩn bị thêm cho mình là bột chiên giòn. Ở đây mình có là 150g nè. Cái bột này của mình hôm nay là mình sử dụng cái loại bột có gia vị. Nếu mà các bạn không có sử dụng bột gia vị á, thì các bạn tăng cái gia vị trong công thức lên nha. Còn mình dùng cái bột gia vị này thì mình giảm cái công thức gia vị lại. Mình có đây là 10g nước mắm, tiêu, bột nghệ, ớt, hạt nêm chay, bơ và đường ha, cũng như là dầu ăn để mình chiên thôi. Rất là đơn giản, cái món này ăn ngon lắm. Rồi bây giờ các bạn chuẩn bị cho mình một cái thau nước ha. Mình cho vào đây là một muỗng muối, cỡ khoảng 1/2 trái chanh. Các bạn vắt chanh muối vào đây thì cái bông chuối mình chiên lên ăn nó sẽ ngon hơn, nó không có bị đen. Cái thứ hai nữa là cái độ chát của nó cũng giảm nha các bạn. Thường thì với những cái bông chuối như thế này các bạn, người ta gọi là nó đã trổ ra rồi nè, thì mình ăn thì cũng được chứ nó không có ngon lắm. Muốn mà ngon thì các bạn bỏ đi những cái phần ở bên ngoài này, mà các bạn sẽ sử dụng những cái phần bông chuối ở bên trong á. Các bạn lột ra khoảng chừng 2-3 bẹ là các bạn lấy những cái bông chuối bên trong á. Đây này ha, ví dụ như những cái bông chuối này nè, các bạn nhìn thấy nó có sự khác biệt không? Nó chưa có nở ra các bạn. Những cái bông chuối ở bên trong á, nó chưa có nở ra, thì mình lựa những cái bông chuối này ăn thì nó sẽ ngon hơn ha. Thì giờ về cái bông chuối này các bạn chỉ cần lột bỏ cho mình cái nhụy này là được nè. Rồi mình ngâm nó trong cái thau nước muối và chanh này. Thường thì ví dụ như các bạn hay đi mua những cái món cá cơm chay gì nè, các bạn ăn chay đó. Tại vì nó tiện lợi, mình làm xong rồi mình có thể bảo quản trong hũ trong vòng khoảng 1 tuần 10 ngày luôn. Các bạn đi làm về các bạn chỉ cần vo cơm rồi các bạn cắm nồi cơm đó, cơm chín rồi mình cứ việc lấy cá cơm ra mình ăn thôi. Nó giòn mà nó mặn mặn, ngọt ngọt, cay cay nữa, rất là ngon. Các bạn không có mất thời gian để mình chế biến thêm gì nữa. Thường thì khi mà các bạn mua cá cơm chay bên ngoài, người ta sẽ không có bỏ cái phần những cái bông chuối bên ngoài đâu, mà người ta sẽ sử dụng luôn, tại vì bỏ luôn thì nó rất là phí. Còn ở nhà mình làm ăn cho nó ngon đó, nên là mình chỉ sử dụng những cái bông chuối bên trong thôi. Về cái bột chiên giòn này nè các bạn, thì với 150g bột á, các bạn cho mình là khoảng 150-200ml nước nha. Mình khuấy cho cái phần bột mình nó tan hết, không có bị cái tình trạng ốc trâu là được ha. Còn nếu mà mình không có sử dụng bột chiên giòn thì các bạn cứ pha cho mình là 100g bột bắp ha, và 50g bột mì. Rồi cái bông chuối thì mình để cho nó ráo nước nha các bạn nha, vớt ráo nước, xả qua 1-2 lần nữa cho nó hết cái chanh đi, rồi mình cho hết vào đây luôn. Thì thông thường một cái bắp chuối như vậy á, thì mình sẽ sử dụng nó cỡ đâu đó nó cỡ khoảng 7-10 cái bẻ bông á. Còn cái phần còn lại thì các bạn dùng để các bạn nấu canh chua, hay là mình bào mỏng ra mình ăn kiểu như ăn rau ghém cũng được ha. Rồi bây giờ mình sẽ thả mấy cái bông chuối vào đây mình chiên ha. Khi mà thả mình chỉ thả được từng cái thôi nha các bạn, tại vì các bạn thả nhiều quá nó sẽ bị dính lại với nhau. Và phải chờ cho dầu nóng ha. Mình để cái mức lửa nhỏ đi, mình để cỡ khoảng 5-7 phút gì đó, rồi mình hãy thả bông chuối vào mình chiên. Thì cái này á, ví dụ như các bạn mà muốn cho nó ngon á, thì mình phải làm qua một cái bước nữa là mình sấy. Còn nếu mà không thích sấy thì các bạn phải chiên 2 lần. À, thì sau để mình làm cả hai cách luôn để cho các bạn nào ở nhà các bạn có máy có lò nướng thì mình sấy, còn ai mà không có lò nướng thì chiên 2 lần ha. Thì để chiên 2 lần thì lần đầu tiên các bạn đừng có chiên cho nó vàng ha các bạn, các bạn chiên cho nó hơi vàng vàng như thế này là được rồi ha. Rồi mình gấp ra, chắc nữa mình sẽ chiên lần 2 thì nó sẽ giòn lâu á, mình để mình ăn trong vòng 1 tuần 10 ngày luôn cũng được. Ok ha, cứ gấp hết ra rồi các bạn cho tiếp cái mẻ bông chuối khác vào mình chiên. Cái chiên nó vàng vàng rồi gấp nó ra, lát nữa mình chiên lần 2. Khi mà các bạn chiên được khoảng 3-4 lần dầu á các bạn, thì những cái vụn bột chiên nó sẽ rơi ra nè. Thì các bạn nhớ các bạn vớt ra ha, mình đừng có để nó lâu quá cái nó khét á, thì nó sẽ làm đắng cái món ăn của mình. Nếu mà các bạn thả vô mà nó lỡ mà nó dính á, thì các bạn dùng cái đũa các bạn tách nó ra.
Rồi bây giờ mình sẽ chiên lần 2. Thì chiên lần 2 á, các bạn sau khi mình chiên lần 1 xong, các bạn để cho cái bông chuối á, nó để cho nó nghỉ ha, nó nguội hoàn toàn luôn. Nó nguội hoàn toàn nha các bạn. Sau đó mình sẽ làm nóng dầu lên, mình sẽ chiên. Và chiên lần 2 này các bạn sẽ chiên lửa vừa hoặc là lửa lớn, chứ mình không có chiên lửa nhỏ nha. Khi mà cho vào thì mình cho mỗi lần nó cũng vượt cái lượng chuối á, các bạn nó vừa phải thôi. Như vậy ha, các bạn cứ làm tương tự cho đến hết nha. Lần 2 này thì mình chiên cho nó nhanh thôi à. Rồi sau khi mà chiên cái cá cơm xong, các bạn vớt ra rồi đó, thì mình để cho cá cơm mình nó nghỉ cỡ khoảng 5 đến 10 phút nha các bạn. Rồi các bạn hãy sốt nước mắm. Bây giờ mình sẽ cho vào chảo này khoảng 10g đến 15g nước mắm ha. Nước mắm chay nha các bạn. Bữa trước mình có cái video chia sẻ với các bạn công thức và cách làm nước mắm chay rồi đó. Thì bạn nào chưa có xem thì để lại bình luận ha, mình gửi cho các bạn cái video làm. Hạt nêm mình cho nó cỡ khoảng 1 muỗng hạt nêm. Nêm chay từ nấm nè. Một ít bột nghệ. Nửa muỗng thôi. Đường thì mình cho nó cỡ khoảng 2 đến 3 muỗng cà phê đường nha các bạn. Cho vào đây thêm cỡ khoảng 2-3 muỗng nước nữa. Rồi bây giờ các bạn sẽ nấu cho cái sốt mình nó sôi lên. Riêng về cái phần bơ, tiêu và ớt thì mình sẽ cho vào sau cùng. Đây lúc này cái phần sốt của mình nè các bạn thấy không, nó sánh lại rồi, nó sánh nó dẻo lại rồi. Thì lúc này mình sẽ cho cá cơm vào đây. Các bạn xóc đều lên. Các bạn đẩy lửa mức nhỏ nha các bạn, mức lửa nhỏ nhất luôn. Thì nếu mà mình không có lò nướng lò sấy thì các bạn cứ việc đẩy mức lửa nhỏ này, các bạn đảo cho mình liên tục luôn. Trường hợp mà cái lửa các bạn nó không có được nhỏ nhiều á, thì mình sẽ bắt nó lên một cái nồi nước sôi ha các bạn ha, mình đảo. Thì mục đích là mình làm cái bước này là chủ yếu để cho cái cá cơm mình nó thấm sốt, và cái thứ hai nữa là nó khô. Nó khô thì mình sẽ để cho nó giòn lâu được nha các bạn nha. Đó thì nó cũng đơn giản vậy thôi. Còn như cái bếp nhà mình á, thì mình để cái mức lửa nó tương đối là nó nhỏ được. Nên là mình sẽ rang như thế này. Rang cỡ khoảng 5-10 phút nha các bạn nha. Để cho nó khô. Nhớ là cái phần sốt á, các bạn phải để cho nó cạn luôn, nó sánh nó dẻo luôn. Rồi các bạn mới cho cá cơm vào. Thì cá cơm mình nó sẽ không có bị mềm nha các bạn. Đó, thì cái hũ cá cơm này á, các bạn làm xong rồi các bạn cho nó vào trong hũ, các bạn bảo quản. Khi nào mà đi làm về á, các bạn múc ra một dĩa đó, các bạn ăn với lại cơm là xong một cái bữa chay rồi. Rất là đơn giản luôn. Rồi sau khi mà mình đảo cho cá cơm mình nó khô nè các bạn ha, lúc này nó giòn mà nó dễ gãy lắm. Thì bây giờ mình sẽ cho tiêu nè. Ăn cay được nhiều thì các bạn cho nhiều tiêu cho nó ngon. Rồi cho thêm ớt khô để cay ha. Bơ thì mình cho vào để cho nó dậy cái mùi thơm hơn á, các bạn cho mình nó một khoảng 1 đến 2 cái muỗng bơ là được ha. Rồi bây giờ các bạn đảo đều cái phần cá cơm này lên nữa là xong. Siêu hấp dẫn luôn á các bạn. Mặn mặn, ngọt ngọt, thơm và cay cay. Khi mà các bạn tắt cái lửa rồi đó ha, lửa lúc này mình tắt rồi, nhưng mà mình vẫn để trên chảo nha các bạn. Mình lợi dụng cái sức nóng của chảo đó, nó sẽ giúp cho cái món cá cơm của mình nó khô hơn. Rồi bây giờ giả sử như mà nhà các bạn mà có lò nướng, lò sấy á, thì các bạn sấy thêm cho mình nha. Làm thêm một cái bước sấy này thì nó sẽ giòn và rất là lâu, bảo quản được lâu. Mình sẽ xếp hết lên khay, rồi các bạn sấy nhiệt độ là 70 độ C nha các bạn. Hai lửa quạt và thời gian là khoảng 45 phút cho đến khoảng 90. Khoảng 45 phút cho đến 90 phút. Các bạn sấy càng lâu thì nó càng giòn. Cái cá này nè thì khi mà nó nóng á các bạn thì nó sẽ ít giòn hơn, các bạn để cho nó nguội xíu ha. Giống như là cái món mà đậu phộng tỏi ớt cũng vậy á. Các bạn để cho nó nguội xíu thì nó sẽ giòn hơn. Ok ha, bây giờ mình trải đều nó ra cái khay này nè. Bây giờ mình cho nó vào trong lò nướng ha, mình sấy. Vậy ha, bây giờ mình sẽ xét thời gian nó cỡ khoảng 45 phút. Chế độ chức năng là mình sẽ nướng quạt nha, lửa trên lửa dưới nè, và nhiệt độ thì các bạn để cho mình là 70. Và khi mà các bạn sấy thì nhớ là hé cái cửa lò ra nha các bạn, mình hé ra vậy nè, mình kẹp cái đũa vào. Đó, để cho cái hơi nóng bên trong lò các bạn nó thoát ra bên ngoài thì nó sẽ giúp cho cái món cá kho của mình nó giòn. Đây là cá cơm chay mà mình vừa sấy xong nè các bạn. Ok ha, thì hy vọng rằng qua video này Cười Khúc Khích đã chia sẻ với các bạn công thức và cách làm món cá cơm chay. Hy vọng rằng là các bạn sẽ thích món ăn này nha. Nếu như mà thích thì đừng quên bấm chia sẻ và bấm đăng ký channel. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.